Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm bình thường của Dan Sander, một nhân viên pha chế đến từ Úc. Anh ấy kết thúc ca làm việc của mình và quyết định đi đến khu trung tâm cùng với người bạn của mình tên Mark. Họ đến một quán bar ở trung tâm thành phố Wagarata. Sau vài chầu rượu, đến lượt Dan trả tiền lần nữa nhưng ví của anh lại trống rỗng. Vì thế, anh đến máy ATM gần nhất để rút tiền mặt. Anh nhét thẻ của mình vào máy ATM của Ngân hàng Quốc gia Úc vào lúc 12 giờ 11 phút đêm. Dan biết rằng anh có khoảng $3 trong tài khoản tiết kiệm và anh đang nợ gần $2,000 trong thẻ tín dụng. Anh cũng có một tài khoản chung với vị hôn thê của mình. Nhưng đó không phải là một lựa chọn vì anh sẽ cần sự chấp thuận của cô ấy. Vì vậy, anh quyết định dùng thử thẻ tín dụng của mình, mặc dù nó đã gần đạt đến hạn mức khấu chi. Khi Dan kiểm tra số dư, anh ấy nhận được thông báo số dư không khả dụng vào thời điểm này nhiều lần. Sau đó, anh thử chuyển $200 Úc từ tài khoản tín dụng sang tài khoản tiết kiệm. Máy ATM báo giao dịch đã bị hủy và nhả thẻ ra. Dan lẽ ra đã có thể bỏ đi, nhưng có điều gì đó mách bảo anh cứ thử rút $200 từ tài khoản tiết kiệm của mình xem sao. Chiếc máy ATM dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh, nên Dan đã lấy số tiền và quay lại gặp bạn mình tại quán bar. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, và sau khi xong việc, Dan đi bộ về nhà ngang qua máy ATM đã cho anh rút tiền mặt trước đó. Anh ấy vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng quyết định thử rút tiền trên máy thêm lần nữa. Anh ta làm theo các bước tương tự như trước và chuyển thêm 200 nữa vào tài khoản tiết kiệm của mình. Một lần nữa, khi anh cố gắng rút tiền, máy lại báo giao dịch đã bị hủy. Nhưng hóa đơn cuối cùng vẫn nằm trong tay anh. Anh chàng quyết định thử với 500 rồi 600 và nó đã hoạt động hết lần này đến lần khác. Anh chàng may mắn cuối cùng đã rút được khoảng $2,000 Úc theo cách này. Khi Dan thức dậy vào sáng hôm sau, anh nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng các hóa đơn đều nằm trong ví ngay cạnh anh. Anh quyết định gọi đến ngân hàng để kiểm tra và họ nói với anh rằng tài khoản tiết kiệm của anh đang nợ $2,000. Nhưng không có hồ sơ nào về bất kỳ khoản chuyển tiền nào anh ta thực hiện từ tài khoản tín dụng của mình. Vì vậy, có vẻ như có sự chênh lệch giữa số tiền mà Dan rút từ máy ATM và số dư của anh ấy. Anh ta quyết định kiểm tra lý thuyết của mình và xem liệu bằng cách chuyển đủ tiền, anh ta có thể trang trải được số tiền mình đã bỏ ra hay không. Vì thế, đêm hôm sau, anh ta đến cùng một máy ATM trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Anh đoán đó là lúc máy ngừng hoạt động. Máy ATM cho thấy số dư tài khoản tiết kiệm của anh ta là âm $997, thế nên anh đã chuyển 1,000. Nhận được thông báo lỗi và sau đó kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, số tiền này đang ở mức âm. Sau đó anh chuyển thêm 1,000 vào tài khoản tiết kiệm của mình và số dư lên tới $3, chứng tỏ lý thuyết mà Dan nghĩ ban đầu là đúng. Tất cả những gì anh ấy phải làm là chuyển nhiều hơn số tiền anh ấy lấy để số dư vẫn dương. Thế là anh ta lấy 2,000 nhưng chuyển đi 4,000. Và rồi Dan không thể dừng lại. Anh ta sẽ gọi lại cho ngân hàng của mình để đảm bảo rằng kế hoạch này vẫn hoạt động bình thường. Anh quay lại cây ATM để rút ngày càng nhiều tiền. Trong vài tuần đầu tiên, anh đã chuyển $20,000 Úc. Anh ta gửi khoảng $1,000 vào tài khoản chung với vợ sắp cưới và mua đồ uống cho mọi người ở quán bar. Dan nhanh chóng quen với việc có số tiền vô hạn, đi ăn ở những nhà hàng tốt nhất và tổ chức những bữa tiệc xa hoa hàng tuần. Anh ấy cũng làm một số việc hào phóng như trang trải học phí đại học cho bạn bè và giúp một trong số họ đi du học ở Pháp. Thứ đắt nhất anh mua là chuyến bay trị giá hơn $50,000 trên một chiếc máy bay tư nhân 20 chỗ, đưa anh và những người bạn đến một hòn đảo tư nhân gần Bali. Và cứ như thế số tiền mình có vẫn chưa đủ, Dan cố gắng nhân số tiền đó lên bằng cách cá cược. Trong hơn 4 tháng rưỡi, Dan đã tiêu khoảng $1,6 triệu. Anh ấy giữ bí mật toàn bộ sự việc và không nói với vị hôn phu hay gia đình về điều đó. Anh biết họ sẽ không chấp nhận việc này. Ông chủ của Dan cũng vậy. Khi phát hiện ra Dan đang cá cược khi đang làm việc, ông đã gọi anh chàng bartender ra nói chuyện nghiêm túc. Hóa ra Dan và bạn của anh ta tiêu phí nhiều tiền trong một đêm hơn so với tổng số tiền mà quán rượu kiếm được trong một tháng. Dan đã bị sa thải khỏi nơi làm việc khi vị hôn thê của anh ấy phát hiện ra chuyện này và lý do đằng sau. Cô ấy nghĩ rằng anh đã tham gia vào một hoạt động bất hợp pháp nào đó. Cô nói với Sander rằng cô không muốn liên quan gì đến những việc như vậy và chia tay với anh. Dan bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đang làm. Anh thậm chí còn gặp ác mộng là sẽ bị bắt. Anh quyết định ngừng rút số tiền chưa bao giờ thuộc về mình và tự thú ở ngân hàng. Họ nói với anh rằng anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối, nhưng ngân hàng sẽ không làm gì cả. Đó là nhiệm vụ của cảnh sát.
Dan vô cùng lo lắng về hình phạt trong tương lai của mình, nhưng anh vẫn tin rằng mình chưa lấy tiền của ai cả, chỉ lấy những con số trên màn hình. Sau khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia và câu chuyện của anh được đăng trên báo, sự việc cũng được xem xét nghiêm túc. 3 năm sau khi tự thú, cuối cùng anh cũng bị bắt vì 111 tội lừa đảo. Thẩm phán và công tố viên rất khó hiểu những gì anh ta thực sự đã làm. Sau một năm ngồi tù, Dan quay lại làm công việc pha chế rượu với mức thù lao 22 đô một giờ. Dễ đến dễ đi cũng là cụm miêu tả đúng câu chuyện của Lou Eisenberg. Ông là người trúng giải độc đắc xổ số bang New York trị giá 5 triệu đô la Mỹ vào thứ Sáu ngày 13 năm 1981 khi đã 53 tuổi. Đó là khoản chi trả xổ số lớn nhất vào thời điểm đó. Ông từ bỏ công việc thợ lắp bóng đèn và bắt đầu đi du lịch đến những nơi như Paris, Las Vegas, Hawaii và California. Ông còn xuất hiện trên TV và gặp gỡ những người nổi tiếng như Oprah Winfrey. Ông không làm việc suốt 20 năm và thua rất nhiều tiền trúng xổ số vào các vụ đánh bạc. Ông cũng phải dùng hết những gì còn lại để trả nợ cho các bà vợ cũ. Đến năm 2011, ông đã tiêu hết số tiền và chuyển đến một ngôi nhà di động ở Florida. Ông không bao giờ ngừng chơi xổ số và qua đời ở tuổi 93. Lirian đến từ London đã trúng giải xổ số quốc gia Vương quốc Anh hơn 10 triệu đô la vào năm 1995. Lúc này, anh ta đang chờ tuyên án vì tội tiêu thụ xe ăn trộm. Vì vậy, anh quyết định không lãng phí thời gian và tiêu rất nhiều tiền trong 6 tháng trước khi vào tù. Anh ta mua một biệt thự sang trọng ở nông thôn với giá hơn 1 triệu đô la và cả một dàn xe đắt tiền, bao gồm một chiếc Porsche, một chiếc Bentley, một chiếc Ferrari và một chiếc BMW. Tất cả đều có biển số xe được cá nhân hóa, Li 1, Li 2, Li 3 và Li 4. Báo chí đặc biệt dành cho Li là Lottery Luck hay người đi sâu xổ số. Một người bạn của anh chia sẻ rằng có một số kẻ xấu nhòm ngó đến số này nên Ryan phải đảm bảo an toàn cho gia đình bằng cách lắp camera công nghệ cao và thuê một vệ sĩ. Sau 9 tháng ngồi tù, anh ta quay lại tiêu tiền như thể không có ngày mai. Ryan bỏ vợ và chuyển tới Kyrgyzstan cùng bạn gái. Đến năm 2010, tất cả số tiền trúng xổ số của anh ta đã bị tiêu sạch. Li thậm chí còn phải ngủ trên đường phố London trong túi ngủ vài tháng. Sau một thời gian, anh ấy có được công việc là một người quay phim và hiện anh ấy đang hỗ trợ những người vô gia cư tới căn hộ của mình ở Nam London. Dennis Rossi còn mất nhiều thứ khác chứ không chỉ số tiền trúng số của mình. Vào tháng 1 năm 1997, cô bất ngờ đệ đơn ly hôn khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm tưởng chừng như hạnh phúc. Hai năm sau, Thomas nhận được một lá thư đáng ngạc nhiên gửi cho vợ cũ từ một công ty chịu trách nhiệm trả số tiền lớn cho những người trúng xổ số. Thomas đã nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện ra rằng Dennis đã trúng giải độc đắc 1,3 triệu chỉ 11 ngày trước khi bắt đầu thủ tục ly hôn. Theo luật California, lẽ ra Thomas được hưởng 50% số tiền trúng được của Dennis như một phần trong thỏa thuận ly hôn. Để trừng phạt Dennis, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng cô phải đưa không chỉ một nửa mà toàn bộ số tiền trúng xổ số của mình cho chồng cũ. Vì vậy, cô ấy không bao giờ được tiêu số tiền mình đã thắng.